Chào các bạn nhỏ, bây giờ chúng mình cùng học đố con vật nhé. Đây là con gì? Đây là con gì? Con sóc. Con sóc. Sóc kêu thế nào? Sóc chạy rất nhanh. Sóc chạy rất nhanh. Sóc sống chủ yếu ở đâu? Sóc sống chủ yếu ở đâu? Ở trên cây. Ở trên cây. Sóc leo cây rất giỏi. Sóc leo cây rất giỏi. Con sóc này có màu gì? Con sóc này có màu gì? Màu nâu. Màu nâu. Con sóc này đang làm gì? Con sóc này đang làm gì? Nó đang ăn. Nó đang ăn. Em bé này đang cho sóc ăn. Em bé này đang cho sóc ăn. Bài học của chúng mình đến đây là hết rồi. Hãy nhấn nút subscribe và nhấn vào quả chuông để xem video mới miễn phí nhé.